Kim tự tháp lâu đời nhất của Ai Cập được xây dựng cách đây gần 5.000 năm, nhưng ít ai biết rằng, ở khu vực Đông Nam Á cũng có một kim tự tháp có tuổi đời còn lớn hơn rất nhiều. Đó chính là Ganung Padang, kim tự tháp lâu đời nhất trên trái đất. Ganung Padang được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1914 bởi các nhà khảo cổ học người Hà Lan tới nghiên cứu. Họ đã xác định đây là địa điểm cự thạch cổ đại. Ganung Padang có nghĩa là ngọn núi ánh sáng. Nó nằm ẩn mình giữa những ngọn núi, rừng chuối và vườn chè, ở độ cao hơn 880m so với mực nước biển, cách thành phố Jakarta, Indonesia, khoảng 120 km về phía nam. Nhìn bên ngoài, Ganung Padang trông không hề giống một kim tự tháp. Nó giống một ngọn đồi lớn được bao phủ bởi những cột đá cổ bị gãy. Trong nhiều năm liền, các nhà khảo cổ học cho rằng địa điểm này chỉ là một ngọn đồi. Chính vì vậy kim tự tháp vẫn luôn bị lãng quên cho đến năm 2010 khi Danny Human Natarajan tìm đến. Danny Human là một nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Indonesia. Ông cho rằng nơi này cần được khám phá hơn người ta tưởng, bởi Ganung Padang có bằng chứng cho thấy một nền văn minh lớn được hình thành từ lâu nhưng chưa thực sự tồn tại trong các nghiên cứu hiện tại. Danny cùng nhóm cộng sự đã sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp sóng địa chấn và radar xuyên đất và tìm thấy thứ khiến cộng đồng khảo cổ thế giới phải sửng sốt. Đó là Ganung Padang không phải là một ngọn đồi mà là một kim tự tháp bậc thang. Cấu trúc của kim tự tháp này vô cùng hùng vĩ. Nhóm chuyên gia ước tính nó lớn hơn gấp 4 lần so với kim tự tháp lâu đời nhất của Ai Cập. Sau đó, kim tự tháp Ganung Padang tiếp tục khiến các chuyên gia bối rối bởi sự phức tạp của nó. Nhóm nghiên cứu cho rằng địa điểm này từng có người ở và được làm lại nhiều lần. Bằng chứng là các lớp kết cấu đặc biệt của nó. Ngay tầng trên cùng dường như được một tộc người từng cư ngụ ở đây vào khoảng 5-600 trước công nguyên xây dựng, nhưng họ không phải là những người đầu tiên sống tại nơi này. Càng khoan xuống sâu, nhận định ban đầu của các chuyên gia càng lung lay. Lúc đầu, họ xác định Ganung Padang có niên đại ít nhất 5.000 năm tuổi. Nhưng đào sâu hơn, nhóm nghiên cứu lại phát hiện thấy một lớp hoàn toàn mới nằm dưới bề mặt khoảng 10 mét. Nó có niên đại lên tới 10.000 năm trước công nguyên. Theo Life Science, trái tim của kim tự tháp nằm ở lớp sâu nhất, dường như được xây dựng qua hàng thiên niên kỷ, và nó được xác định có niên đại khoảng 25.000 năm trước công nguyên. Nếu việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ ở phần sâu nhất này là chính xác, thì Ganung Padang không chỉ vượt mặt các kim tự tháp khác ở Ai Cập về tuổi đời, mà nó còn đi trước nền văn minh đầu tiên được công nhận ở Lưỡng Hà. Như vậy, nhiều khả năng xã hội đầu tiên ở Ganung Padang được xây dựng từ hơn 20.000 năm trước công nguyên, vượt xa rất nhiều dấu mốc 11.500 năm trước công nguyên mà các nhà khảo cổ thường dùng để đánh dấu sự khởi đầu của các nền văn minh của loài người. Tuy nhiên, đến nay thông tin về kim tự tháp cổ nhất trái đất vẫn chưa được công bố rõ ràng. Nếu các nghiên cứu được xác thực, thì giới khảo cổ sẽ phải viết lại lịch sử cho giai đoạn tiền sử về một nền văn minh cổ đại vô cùng bí ẩn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.